chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Ốc. Và hôm nay Ốc sẽ chơi cò quay Nga, nhưng mà không phải là với con quỷ mà là với con cát nát. Ghê chưa? Đấy là anh bên của Thành làm đấy, đẳng cấp đúng rồi. Vậy không các bạn? Cò ghê chưa? Ghê chưa? Và tất nhiên rồi, nếu mà mình chơi một mình thì mình nghĩ là nó sẽ rất là lâu, nên hôm nay mình đã mời Bên Quy Thành với vai trò là tổ tư vấn tại chỗ các bạn. Với kinh nghiệm 10 video chơi thắng cực nhanh, quay Nga thắng cực nhanh. Đúng rồi, đúng rồi. Và các bạn hãy nhớ nút like video, đăng ký kênh và xem video này quảng cáo cho Ốc nha. Rồi vào luôn. Yeah. Giật điện Ốc các bạn ạ. Và tụi mình quyết định chơi từ màn thứ hai vì màn thứ nhất nó hơi hên xui và Ốc vừa bị thua các bạn. Không phải, mình ao trình màn thứ nhất. Ao trình gì, bị nó bắn cho tuẹt đầu. Màn thứ nhất nó kiểu đúng hên xui luôn. Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ gặp con cát nát này các bạn này. Các bạn tí đồng, cát nát sẽ xuất hiện ra trong tựa game ngày hôm nay luôn. Rồi. Vào luôn, đừng nhảy nữa, đừng nhảy nó mệt lắm rồi. Nhìn thực trình thì phải nhảy hết mình. Đấy rồi, đây chính là cát nát. Đây, nó giống như là cái con quỷ ấy các bạn, nhưng mà bây giờ là Bên Quy Thành thay nó vào là cái con cát nát thôi. Đấy. Nó cũng không thông minh cát hơn đâu. Cát nát trong Poppy Playtime. Rồi, yeah. Bây giờ chúng ta sẽ được lựa cái item để đấy, chiến chơi đấu con phải này. Tư duy item thì mới khó, còn vào bắn hên xui không có gì đạo nổ, tự bắn mình bắn một nổ một không xịt là gì đúng không? Một nổ một xịt nó soi rồi. À đâu? Thôi tôi còng tay lại luôn. Đúng không? Đúng, có đúng. Hai luôn, mình bắn hai lần bắn thì luôn trúng đúng không? Đúng. Đấy, đấy gọi là tư duy. Đấy gọi là tư vấn. Còn mình tự tư duy được. Rồi, phát đầu tiên là xịt rồi. Phát thứ hai nổ chắc. Đúng, có hai viên này mà. Đúng không các bạn? Đấy. Đấy nó phải từ tí có nổ mới gọi là thể hiện kỹ năng. Bắn rồi. Rơi răng mèo luôn. Ủa gì vậy? Nó có răng đâu? Nó đâu có răng đâu mà. Rồi. Rồi. Hết, bây giờ mình sẽ lựa đồ tiếp theo luôn. Đấy. Tư duy. Mình có kính lúp này và có còng tay. Yes. Hai nổ hai xịt. 50-50 các bạn. Cũng vẫn 50-50. Ui, nó có nhân đôi sát thương kìa Bên Quy Thành ơi. Học rồi, nó có hai kính lúp ở Bên Quy Thành. Nó soi kính lúp ông đi. Ốc soi. Ờ, em soi đi. Soi đi, anh khuyên thật soi đi. Soi đi. Soi đi. Soi phát ra đi xịt. Nổ rồi. Đằng sau là cái xịt. Bắn luôn đi. Bắn luôn. Đằng sau sao biết được cái xịt nó chỉ lên đạn như thế thôi, mình không thể đoán được đâu. Không, đằng sau là cái xịt, anh tin không? Thì thường nó tỷ lệ cao rồi chứ, đạn nó lên nó làm sao nhìn ra màu sắc được các bạn. À, thằng này hồi máu rồi. Tất nhiên. Chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh. Ui, nó lại sỏi. Ui, rồi nó cưa đôi phát, nó cưa súng phát thôi, em chết toi anh ạ. Tôi xong rồi. Không, nó. Đấy, em bảo viên soi viên xịt mà. Các bạn tỷ lệ cao. Xoài tiếp đi chứ. Nó sắp cưa súng rồi. Rồi very entertaining Tom. Không, hai xịt luôn, hai xịt luôn. Thế thì quả này toàn nổ luôn. Ôi rồi ôi. Xong, bắn view màu mỡ rồi. Sao nó được bắn lắm thế? Nó bắn hai lần nó mà. Ừ, nhưng mà nó bắn hai lần nó xịt thì nó có quyền bắn một lần nữa vào em mà. Ô thế á? Ừ. Nghĩa là cứ bắn xịt vào mình thì đến khi nào mà em có quyết định bắn đối thủ, em phải giơ súng bắn đối thủ thì mới kết thúc lượt của em hiểu không? Nếu em bắn và em nổ thì em là em mất lượt luôn. À thế à? Chơi trò này nhiều thế mà còn không hiểu luật. Bắn nhiều thế biết. Bắn tửa lừa. Bây giờ có hai viên xịt, em bắn cả hai viên xịt thì em bắn viên thứ ba và nó vẫn được mà. Ba nổ hai xịt. Ôi tỷ lệ nổ rất là cao luôn nha. Bây giờ mình sẽ hút thuốc để hồi máu luôn. Hút hai điếu luôn thì chưa còn gì nữa. Rồi. Làm hai điếu thuốc phê phê tê tê luôn. Rồi. Thuốc này rất ảo. Thuốc gì mà hút được hồi máu này? Xì gà. Còng tay lại đi không? Ba nổ hai xịt. Chưa cần còng tay đâu. Thế thì em quyết định bắn đi. Bắn nó luôn. Ừ. Khi nào chắc chắn mình bắn nổ thì mình mới dùng x2 luôn vậy. Đó. Vậy là còn hai nổ hai xịt. Nó sẽ hút thuốc ấy nhỉ? Chắc chắn là hút thuốc rồi chứ còn tầm giờ không sau hút. Sau đây nó sẽ đổi đạn không? Sau đó nó sẽ đổi đạn. Thế à? Đoán thế rồi. Ôi nó đổi đạn luôn. Như kiểu là mình nhận nó luôn thì các bạn đoán quá chuẩn okay. Luôn. Ok. Được của nó đấy. Thằng này đen thế. Thằng này ngu thế nhở? Không phải nó ngu mà nó đen. Bây giờ anh bảo em này, còng tay lại. Còng tay lại bắn phát hai lần. Một ăn cả ngã về không. Còn về không? Còn trong này là còn xịt. Xịt rồi, cái này xịt.
Ôi xục, con này quá đi ạ. Con này đen cực kỳ luôn rồi. Rồi, ốc có nguy cơ thắng được màn thứ hai rồi các bạn ạ. Rồi, bắn luôn nó nhá. Ừ, bắn đi. Hết nổ rồi, ba nổ rồi nên là cái này bắn nó luôn cũng được vì nó cái này là xịt. Sao bắn mình, để lần sau. Ờ, để bắn nó, bắn mình thì là sao mình được bắn. Kệ, không sao đâu. Đây. Nó nhấp nháy rồi. Cho nó đi trước, chấp à. Ok. Ok. Ba nổ ba xịt, 50-50 rồi. Tầm này ốc mà thua nữa thì thôi bỏ game các bạn ạ. Cái này cưa súng ạ. Soi. Soi đi, soi phát là ăn luôn, nổ phát là thôi. Mình cần x2 không nhỉ? Không cần x2, nó thua rồi. Bắn luôn, mày xong đời rồi, con cát nam ngu si này. Bom. Ui dồi ôi, thắng round 2 luôn các bạn ơi, không có một cái sự gọi là trở ngại nào. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Rồi, chúng ta sẽ đến với round 3, round 3 khó hơn đấy. Round 3 mình được cho nhiều đồ hơn. Rồi. Rồi. Với một nhà Final Showdown. Ok. Xem bốc có thắng đâu nha các bạn ơi. Anh không tin lắm đâu. Bây giờ chúng ta, ta và người đang nhảy điệu nhảy giữa sự sống và cái chết. Đấy. Người sẽ chết còn ta sẽ sống. Tất nhiên rồi. Tính kia là cái máy cắt đấy các bạn ạ. Đứa nào mà kiểu ít mạng trước thì cắt trước. Rồi, ok. Mỗi lần lấy là được 4 item. Lấy được cái này anh sẽ tư vấn cho ốc thua các bạn. Cái gì các bạn ơi? Lừa, không lừa được ốc đâu. Một nổ hai xịt. Một nổ hai xịt. Bắn thẳng mình đi chứ còn gì. Không. Một nổ hai xịt. Đổi đạn đi. Bắn đi, hai xịt cơ mà bắn thẳng mình ấy. Bruh. Ôi, một nổ một xịt, một nổ một xịt. Nó soi. Nó soi đấy, bên Quỳnh Thành ạ. À. Mình vẫn được bắn mà, bắn xịt vào mình mà. À ừ, thế bây giờ mình soi. Mình soi hoặc là mình thay đạn. Mình thay đạn. Được rồi, mình sẽ thay đạn. Để mình lấy chỗ mình còn múc item tiếp theo các bạn ạ. À. Rồi xong. Rồi xong, mày xong đời rồi, con cát nắp ngu si này. Không thua được ấy các bạn ạ. Ghê. Ôi giời, không thể thua. Mình không thể thua được các bạn. Ghê đấy. Ra gì đấy. Round đầu con ấy không được bắn phát nào. Đen. Ủa, thôi xong. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi con kia. Mày xong rồi rồi. Nó quá đen các bạn ơi. 4 nổ 4 xịt các bạn ạ. 4 nổ 4 xịt. Thôi mình chơi công bằng với nó, mình tự bắn mình phát đầu tiên ấy. Không, ừ. Điên à. 4 nổ 4 xịt. 4 nổ 4 xịt tỷ lệ nó soi ngang nhau. Soi luôn à. Tùy nhiều, em nhiều kính mà. Tùy ốc các bạn, bây giờ mình sẽ không tư vấn. À, à. Nhân 2 sát thương luôn. Thì chiến thuật đấy, ông có chiến thuật đấy. Ông để bên này có cơ hội xú mình thua các bạn ạ. Rồi bán cát nắp. Mày à bưởi. Bày mất hút ngất trên nền đất luôn mà. Nó sắp hẹo rồi. Thằng này đổi đạn cho xem. Thằng này sẽ đổi đạn. Nó rất nhiều item đấy. Đừng có đủ. Thì nó sẽ đổi đạn. Nó sẽ à, nhìn. Nó soi cho nó đổi đạn. Nó sẽ thấy viên đạn sau nổ. Rồi sau nó đó. Nó thấy viên đạn sau xịt. X2 set xịt. Xịt nó đổi. Xịt nó uống một lọ thuốc để đổi cho viên đạn nổ. Rồi nó uống thêm một lọ thuốc. Vẫn hai xịt, xịt tiếp. Luôn. Nó cong tay ốc lại. Nó xong nó hai lần đi ngay. Hỏng rồi. Trời ơi. Ơ. Ủa gì vậy? Ngu. Cắt nắp bên Quỳnh Thành. Tại sao ngu thật sự các bạn ạ? Ôi trời ơi, ngu quá. Ngu thật. Sao lại ngu như thế? Trời ơi, ngu quá. Đấy, mình nói với các bạn rồi, mình không thể thua được. Bởi vì là con này quá ngu. Con mèo. Đấy là lý do vì sao mình không chơi round đầu các bạn hiểu không? Con mèo không thể thua với con người được. Rồi. Không ai làm gì nó mà nó tự nó dâng tiền cho ốc các bạn ạ. What the hell? Cay đấy nhờ. Tinh tiền về, tiền về. Bê Thành ơi, ra từ em đưa đi shopping. Con này ngu. Đây rồi. Ngu một cây bẫy. Đây rồi. Tính tiền, tính tiền, tính tiền. Này.
rồi, bây giờ là có tiền thôi, mang tiền lên xe đi về. Mang thôi. Về cho mẹ. Đừng mang ưu phiền về cho mẹ thôi. Bây giờ đúng chúng rồi. Ta sẽ gọi là... Bây giờ mình đang trên đường về. Đấy, nói chung là round 3 tưởng thế nào, hóa ra là cũng quá bình thường. Đối thủ tự hủy. Nói chung là mình chấp round này vì nó tự hủy. Còn bây giờ mình sẽ chơi với nó round khác các bạn ạ. Round khác và... Để cho nó chân con mình chiến thắng tâm phục khẩu phục luôn đi. Đúng không? Okute vừa mới win màn 2 các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ sang luôn màn 3 nha. Vâng. Trận đấu sẽ tiếp diễn vào màn thứ 3 lặp lại này. Đúng rồi, này, đúng con này có bớt ngu đi không các bạn? Lần trước nó tự hủy. Hay là lần này mình phải cố tình thua đi chứ thằng này nó ngu quá. Cái gì vậy anh ơi? Thắng nó. À đấy à, mình phải thắng nó. Ok. Thằng này nó quá ngu. Quá ngu à? Chưa chắc đâu, nó sẽ giả vờ ngu thôi. Lần em chơi lại này á. Nó thông minh hơn không? Ờ nó thông minh hơn đấy. Em không tin. Chắc em phải cố tình thua thì nó mới thắng được em. Gái sớm ăn gì ăn thua đấy. Đừng ăn thua cái gì, làm sao ăn thua được. Rồi đây ok. Ok, mình sẽ lấy 4 item ra từ cái hộp này. Ui xa. Toàn x2 sát thương. Ủa, con kia nó có 2x2 sát thương, một cái kính lúp nha. Nó ủa 2 xịt. Ông có x2 sát thương thì 2 viên xịt mất. Còng tay. Tay lại. Yes. 2 lần x2 sát thương nó cũng đủ chết thôi. Đâu cần là 2 lần đâu ạ. Ông ạ. Không, em 2 lần luôn. Đầu tư thế nhỉ? Ờ không cần, đúng là không cần thật. Em đầu tư đi, em chơi ý không, tưởng. Không, không, đầu tư, em đầu tư. Chơi ý tưởng với em đi anh. Đúng rồi. Ôi, mày xong rồi. Đây là đạn nổ. Bra. Phí một cái. Nổ tiện. Đạn xịt lòi. Rồi. Rồi. Giờ cưa tiếp, ôi giời ơi, có gì đâu mà phải lo. Nhà không có gì ngoài thật, sao. Cưa thoải mái đi. Rồi sao. Thôi em ơi. Đừng dí vào mồm mình nhớ. Không. Thế tôi ông nhớ sai rồi. Toàn sùng. Ôi giời em ơi sao. Phải game hỏng game lỗi rồi. Các bạn lót lại mà xem, không thể như thế được. Điểm quật. Hình hài vào mồm. Sao thế nhở? Tại sao thế nhỉ? Anh mình nhớ nhầm à? X2 luôn cũng cười ạ. À. Lên đồ rồi, lên đồ mới. Mình nhớ nhầm các bạn ạ. Nhớ nhầm rồi. Trời không đây. Có cái hồi máu nào, chưa bị thua rồi. 4 nổ 4 xịt. Em tự bắn mình nhớ ạ. Hay thế nhỉ. Nhiều. Nhiều nổ nhiều xịt mà. 4 nổ 4 xịt. Nổ ốc đi, nổ ốc đi. Rồi. Quá là đen luôn. Không có gì điên nhiều. Giờ còn 3 nổ 4 xịt. Nó cho phát x2 vào mồm rồi. Rồi sao. Vâng, xin vĩnh biệt của ông. Dài lúc ấy chơi nó ngu à. Chết rồi. Soi. Soi các bạn ơi, phải soi rồi. Còng tay nó lại, soi đây. Còng quá lại. Rồi. Chết rồi, nó cắt mạng của em rồi. Ôi. Cắt dây rồi, cắt. Cắt đôi nỗi sầu rồi. Bây giờ soi trước này. Soi ra đạn xịt đúng khác. Oh no. Đạn xịt không thể bắn x2 được. Ok, thông minh đấy, đúng là thông minh lắm, con trai của ta. Tự nhiên bóp nó vẫn nổ thì đúng không? Ok, hết cứu. Cầm tay nó vào. X2. Đúng rồi. Hình thì ăn, thua thì thua. Thua thì thôi. Thua thì thôi. Nó... Thua thì con kia mày. Nó thua thì mình nguy cơ thua cao lắm, nó có cả kính núp, hai kính, 2x2 sát thương kìa. Mẹ, bắn xịt, anh mày mới thấy không? Các bạn đã hỏng rồi. Thôi, xong rồi. Ôi dồi ôi, ván này đen quá. Rồi này chê nó quả này à, vẫn xỉn nữa thì thôi em, thôi thua thì còn gì nữa. Kể cả bây giờ ốc nguy cơ thua cao lắm các bạn ạ. Hỏng rồi, hỏng người rồi, nó sai rồi. Ôi giời ơi em ơi, hỏng rồi, very injustice. Mẹ nó cưa ta còn một máu này, mày cưa làm gì. Bắn bom vào mồm. Thôi sao rồi. Hỏng rồi, sao bắn này đen thế.
Cái gì đấy bên Quý Thành ơi, cái gì đấy? Tự nhiên đen. Cái kết mới được mở ra sau khi ốc bị thua các bạn ạ. Ốc em lên thiên đường rồi ấy, thiên đường. Đâu nhìn... đây là địa ngục thì đúng hơn ấy. Toàn gai nhỉ? Ừ, có con cá nắp kìa. Em ơi, chị xin mời ốc về với đội của cát nam. Vậy là nó sẽ bắt ốc đến nhà máy Poppy Playtime làm đồ chơi. Ui, đây đúng địa ngục luôn các bạn ơi. Rồi sao? You are dead, mày chết rồi. Một cái game quá kinh luôn các bạn ạ. À. Em không thử lại đâu, em đi đây, bye bye. Bye bye các bạn nhé, hẹn lại bạn bia sau. Và từ đấy các bạn sẽ thấy ốc trở thành một món đồ chơi trong nhà máy Poppy Playtime. Bye bye.